Xin kính chào các bác. Hôm nay em lại về thêm được ít cục đẩy. Cục đẩy. Đầu tiên giới thiệu với các bác là con đẩy Sansui có mã là S452. Đấy, 452 các bác nói nôm na là khoảng tầm 450W, hai kênh đúng không ạ? Đấy, mã nó kiểu ấy. Nhưng thực ra là con này là công suất tải 80 ohm RMS thì nó sẽ lớn hơn, nó vào khoảng tầm 600W trên một kênh. Trung bình là vậy. Đấy, máy rất là xịn nha. Nhìn nhôm của nó vàng chóng. Hoa cái mặt chóng mặt luôn ạ. Linh kiện rất là chất lượng nha. Bãi cao cấp. Đây, riêng cái phần nguồn thôi. Con này nếu mà nói mà đẹp trên 95% thì nói hơi quá, nhưng mà theo em đánh giá thì nó chỉ tầm 94%. Đấy. Nguồn đây. Đấy. U sởi rồi, nhìn cục nguồn khủng bố đại ca đại tẩu này cơ mà. Đấy. Nha, các bác nha. Máy con này là máy Class H Power Company. Tổng công suất sò nó có 12 sò thôi, nhưng mà hiệu quả đạt nó rất là cao. Đánh cái loại 8 ohm thoải mái, bét tai nhè luôn. Mà thứ hai nữa là đẩy xịn. Con này thì nó sử dụng cái toàn là cái kiểu rắc là tiêu chuẩn là rắc lông này. Kênh A, kênh B. Hôm nay em giới thiệu thôi, test này chắc là clip là xong. Để tí là phải đi nắp rồi. Nhiều các bác đặt hàng thì em đăng nhiều hàng bãi quá cứ hỏi. Mà chú có con Sansui có, nhưng em bận lắm em chưa quay clip review được. Đây là cell này, panel và pride này, đánh có thể đánh dồn cầu nhé, limit này, bật tắt chế độ limit tức là không chế âm lượng ấy. Và đây là độ nhiệt tín hiệu đầu vào là 1.6, 1.2 và 0.775V. Cửa đầu ra là có kênh A là cộng 1.1 là kênh A, cộng 2.2 là kênh B, trên một cửa. Các bác cắm jack spec công vào đây xong là đấu cả cộng 1.1, cộng 2.2 thì nó đánh luôn cả hai kênh, đấu tiết kiệm jack. Đấy. Còn nếu các bác muốn đánh riêng kênh A kênh B thì cắm cộng 1.1 thôi, thế thôi đúng không ạ? Dù các bác muốn đánh kênh A này kênh đánh dồn cầu thì đây nó có sẵn là port là cộng 1 cộng 2 này, đánh dồn cầu luôn. Rất là khỏe đúng không ạ? Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu thêm các bác nữa này, con đẩy Sansui. Con này thì đẩy đậu dưới đất. Đấy, con này là mã là AMP 6000 hôm trước em có giới thiệu với các bác. Thì về thêm được một cục nữa. Đấy, theo những đơn đặt hàng của các bác nâu không buồn ít hàng bãi mà nhiều các bác thích quá. Đấy. Và đây mặt sau này, mặt sau đây. Mã là S6000. Đấy. Magentina đồng hoàng nhé, hàng xịn của Trung Quốc. Con này ruột gan thì lần trước em có tháo rồi. Đây, và hôm nay lại về thêm nữa là cục đẩy này là đến từ cái thương hiệu mà nó rất là nổi tiếng như nhiều các bác không biết này. VOID. Mã là xe 1400. Đấy. Nó kiểu là CSN đây. Chắc là tên nó CSN thương mại cổ phần thôi. Con này thì điện áp sử dụng là 220V. Đấy. Và máy theo đúng cái tiêu chuẩn USA ngày xưa. Chắc con này là máy xuất thôi, chứ không phải là máy nội địa tại Mỹ. Máy xuất. Đó. Linh kiện rất chất lượng nha các bác, nhìn linh kiện này. Toàn linh kiện chất lượng thôi, tụ nguồn này. Việt Nam nguồn rất là to nha. Việt Nam nguồn con này là vào 19-20. Đấy. 4 tụ Jubicoin 100V 6080 sử dụng 24 sò công suất. Đấy. Con này là máy tổng công suất tối đa là vào 700W. 700 cộng 700 là 1400 luôn ạ. Đây là mã của nó. Đấy, 700W, 24 sò. Và con này là 650W, 12 sò. Ghê không ạ? Đấy. Đấy, khủng bố đại ca đại tẩu mà. Đây, nguồn con này thì bé hơn nhá. Trụ này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tụ này em xem là tụ 63V, 8200mAh. Rất là khủng bố luôn. Đấy thì các bác nào quan tâm đến cục đẩy nào liên hệ trực tiếp nha. Đấy. Rất là ok. Sansui Nhật. Thương hiệu của Nhật nhưng mà sản xuất trong công lắp ráp tại Trung Quốc. Con này cũng vậy. Đấy, nắp thì em lại vừa tháo ra để lung tung kia. Vứt bừa kia. Đấy, các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ nhé, giá thì em sẽ báo sau chứ không báo trên video được. Báo trên video nhiều các bác thì bảo bán phá giá quá. Con này thì báo giá được này. Con này thì báo giá được. Còn như con này thì có giá công khai rồi. Con này giá công khai là 2.5 triệu. Đấy. Còn con kia thì tí báo giá sau. Các bác gọi điện. Con này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá khá là sân yêu thương cho các bác. Là có 3.3 triệu. 3.3 triệu. Đấy. Máy xịn nhé, set nào. Quét A. Cắm vào rắc cái này em có sẵn rắc vừa cắm đây. Cắm un ba lăng nha.
Ôn Ba Đăng XR và jack 6 ly. Đấy. Đây cầu ra ngoài dùng cái jack này. Điện áp đây 220V. Đấy, 50 đến 60 Hz. Sereno các kiểu đây. Nhìn máy là biết chất đúng không ạ? Đấy, thì em quay qua thôi. Này gì phim ngắn thôi chứ còn lần sau sẽ test. Test thì chắc phải để hôm nào, như tầm này gần tối rồi test nó muộn quá. Mới thứ hai là đấu dây jack xong thì cũng có khi tối rồi. Đấy. Ok không ạ? Xin kính chào các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau. Nhưng các bác quan tâm đến mẫu đẩy nào, các bác liên hệ trực tiếp cho em. Báo giá tốt cho các bác. Sansui, hai con Sansui, các bác liên hệ để có giá tốt. Con đẩy kia để báo giá rồi. Đấy. Bên em nói thẳng là mấy con đẩy bã này bán rẻ. Lãi chỉ tầm 200-300 một con thôi. Nhưng vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng. Và vẫn bao ship, và vẫn còn tặng dây rắc. Đấy. Báo giá sập sàn luôn cho các bác. Đấy, ok. Xin kính chào toàn thể các bác nhé, hẹn gặp các bác trong clip lần sau.